Cho hai chị em con xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ. Dạ thì ngày hôm nay hồi sáng á, con được một người anh cho một mớ cá thịt ba sa. Thì trưa hôm nay thì con sẽ bắt đầu là con khâu béo với ăn kèm theo là gỏi xài với còn một củ khoai ngọt hôm trước chị Lon ghé cô chú thì đem ra nấu canh luôn. Dạ. Thì hôm nay. Ôi! Chị Đang nấu cơm. Trời ơi, đi hớt hải chứ gì? Tin gì đâu mà vui dữ vậy? Ôi. Ôi, đi dữ hả? Hôm nay nhận được đơn hàng đến đi có cô chú hành Mạnh nữa Thường Quân. Dạ. Ba chục ký khô và 5 ký tôm khô. Ôi khủng nha. Hồi sáng chị. Ông anh nắm cho được mớ thịt cá ba sa nè. Cá giống như là cá dụng mất. Chị phải để xuống đây nè, em mua lồ lặt vặt và linh tinh nhiều lắm. Nhiều quá vậy, không có lóc. Nghe mừng quá, em mua me gì ăn. Trời ơi, mua bánh mua trái không mua, đi mua me. Ăn nó chua. Nhiều lắm luôn. Chả lụa luôn. Chả lụa nè, trời ơi, ê hề, tôi ăn luôn rồi. Nước tương nước mắm luôn. Rồi, đây chờ là chưa? Nước chấm. Cỏ này linh ta linh tinh thôi chị ơi. Me. Hôm nay rồi nhà chanh. Mình có chi dùng nấy. Rồi chanh. Chứ không có cao sang gì. Cá thì được anh nắm cho. Còn khoai ngọt thì còn dư ở nhà, hổng gài được củ. Xài còn dư được 2 trái. Ủa chị nấu khoai ngọt cái gì vậy? Trong khối này cứ. Vậy hả? Ừ. Dạ, bánh này chanh không được ngon nha chị. Làm gì vậy? Làm chị gì vậy? Em tiền luôn á. Sao vậy? Hôm trước nhớ ăn rồi mà. Bánh này hơi đông đá nha. Hơi cứng mà. Ê, đúng không? Coi chừng căng tốt không? Chắc chắc. Chuyện thiệt. Nhưng mà ngọt. Ngọt hả? Chanh bánh này mua bao nhiêu nè? Nó canh chăng. Ngon quá à. Hả? Cá khô queo, khoai ngọt nấu canh với tôm khô. Trời ơi. Xài chắc làm gỏi đi, mà có một cái lóc nha. Ăn đơn hàng chả bá mà cho ăn vậy luôn hả? Thôi ăn đậm bạc đi cưng ơi. Này nước ép chị làm rồi. Này học của chị Long nè. Đầu hành đâm. Dạ. Hả? Không xài nè, làm gỏi luôn đi. Có xài nữa hả? Rồi, ôi xài luôn. Với cốc nữa kìa. Xài cốc nữa không nha. Quá dạ. Ngon luôn. Dĩ thiếu mà mình trộn chung với mình làm gỏi luôn. Có rau trồng gỏi không? Như này bạn ít cúc non, rau có. Em ê, có rau mình nữa. Có nhíp cá với khúc lũi kìa Út. Chút đi hái luôn. Em mua dư để tủ lạnh chứ đâu biết ăn gì đâu. Trời cái cá của người ta cầm không nổi. Lên chuột luôn. Cầm cái có này nó lên chuột. Khô queo hả chị? Khô queo. Cá này ngon nè. Cá này giống như là người ta tiễn tiễn lại á. Phi lê. Phi lê người ta sửa lại á. Cơm xong á, mình nhận là cái đơn hàng khủng đó rồi tiếp tục là giao đơn hàng đó xong rồi tiếp tục thêm 2 ký nha chị. Để chị đi đăng ký số điện thoại nè rồi hổm gài tại vì làm tài khoản rồi số điện thoại rồi thêm bao bì nữa, đang chuẩn bị, đang vô công đoạn cũng sắp xong rồi. Cái nồi nước này chị có nêm gì chưa chị? Chưa. Thì để cho chị miếng muối vô đi. Vậy em để khoai vô, em để muối nha. Ừ, chị cắt ra cái củ khoai mỡ này nó có bọt này chị. Ừ, vậy nó ngon đó. Rồi tôm khô này mình bầm ra nó ngon. Ủa sao chị không để nguyên con không chị? Để nguyên con ăn nó sảm quá cưng ơi. Để gì cho nó ngọt nước nha. Nó dưới biết gì không? Hao. Khúc nhỏ nhỏ vậy nè. Vậy là không bầm ra là ai múc canh trước là người đó lời. Đúng. Lại múc canh này lựa tôm khô không sao được. Người có người không sao. Đúng không? Bầm gì cái ai cũng ăn được hết trơn á. Mình đâu có bầm nhuyễn đâu. Cái kho này chị đang kho liu riu hả? Ừ. Kho cho nó quẹo kẹo xuống luôn. Chi khô luôn. Rồi dưa leo với xài á. Được không?
không có biết ga, không có chơi ga. Chơi ga hết ga. Để xíu nhé. Khô này chiên hồi để mình trộn rỗi nha chị. Ừ. Mấy con à? Em chiên ba con. Ừ, ba con được rồi. Con gì thì sáng ngon. Chị thường là chị thích ăn khô cá lóc là chị ướp ớt như vậy hay là để không hay là để màu? Chị thì chị không thích ướp màu mà ướp một miếng ớt khô vậy nè, nhìn cho nó đẹp á. Ớt khô ha. Ờ, sợ nhầm người thì ta không thích, nó bị cay á. Em bé ăn nó cũng bị cay nữa. Mà nó đẹp. Nhiều nhiều chỗ người ta để tiêu nữa. Mà ớt thì nó dễ ăn hơn là tiêu. Tiêu thì nó cay, ớt thì nó ấm ấm. Khô này trộn gỏi. Ê, Cưng có ăn khô kho chưa? Chùa ngon lắm, khô kho kho tiêu á, là khô cá lóc này hay gì? Khô cá lóc, khô nói chung là khô gì cũng vậy chứ á, khô cá giống như khô cá sặc dặn phải không, là Cưng phải cắt ra, Cưng kho tiêu đi, ngon lắm, ăn với canh này kia. Kho tiêu là mình cũng kho giống như cá kho tươi như vậy. Ừ, nhưng mà ít để nước mắm hơn, ít để nước mắm, để thêm miếng nước vô, nó ngon lắm. Có cách mở để cách mở vô để thế nào không? Hoặc là khô chân, có ăn khô chân chưa? Khô chân có ăn mà ăn khô cá sủ á. Có ăn khô cá sặc chân chưa? Chưa. Cá lóc chân luôn. Chưa luôn. Ngon lắm. Có cách mở để vô, bỏ vô trong cái nồi nước chân để nó mềm ra, lấy cái nước đó mình chấm rau này kia cũng được. Nói chung là nhiều món mình chế biến á. Còn cá sặc thì nấu canh chua, nấu xim lo với cây chuối. Ngon lắm. Có cái mùi đặc trưng của khô nha. Ừ. Bên kia để tôm khô được chưa chị? Bên kia để trước đi. Nè, miếng ngọt. Đây cũng đâu hứa gì tôm tươi đâu ốc nè. Ủa từ tôm tươi ra mà hồi nãy em ăn ngọt lắm luôn á. Tiêu để hành vô nữa là ăn ngon. Những lúc mà kẹt kẹt trời mưa lấy này ra ăn. Chị hay để khô ở nhà. Cái giúp chiều tối gì nè, đi chợ đóng cửa rồi, lấy khô ra chiên ngang hoặc là chân. Khi nấu ăn cái mùi ngọt có mùi. Giống như ăn món này món kia nó bị ngán á, thì cứ lấy ra con chiên cứ làm gỏi. Hoặc là tôm khô, hoặc là con chị mua tôm khô nhỏ nhỏ thì chị hay nấu canh. Chị thì hay để như đó. Tại vì ở nhà mẹ chị với chân mẹ chị yếu đâu có đi chợ thường đâu. Yeah. Nên để mua rau củ quả để với chị mua tôm khô để gì nè. Dễ ăn cũng hơi tiện. Có khách này kia bất tử mình cũng có lấy ra cho khách ăn. Quá nổi mỡ ghê luôn chị. Cái thằng đi lê bụng mà không. Thôi dành con khô này chị. Vàng luôn luôn á. Đây. Chở qua chở lại chị thôi. Ê, thấy ngon ha. Ngon là nhà người chiên. Chị sao hay tụi em ơi xuống mời chị ra vậy? Nãy theo chị ăn chị nghe uống cà phê quá không chín á. Phải chỗ này xem phát hành nãy nè. Đúng rồi nè. Đúng rồi em mới vừa lấy á. Cái máy sạc nhà chắc gian ba điện thôi chị về. Cái này không có đi ra lúa nữa hả chị ba? Không. Bán hàng nó không có đi. Nó miên không, nó không chơi với miên. Không chơi với diệp. Đi thì mình ở nhà. Tết này chắc ở nhà quá. Tết này ở nhà. Năm rồi cũng đâu có đi đâu. Đầu năm mới nó mới khai trương nó đi lại. Em thấy chơi gì chơi ngày xong nước cực lắm á chị. Vậy mà vui. Vui hả chị? Vui, không đi ở nhà buồn lắm. À. Thấy người ta đi vậy chứ mình cũng nôn lắm, ngặt cái lái của mình nó không mua á. Rồi mình ở nhà. Như chị ba là chị ba lái được rồi đó hả chị ba? Lái ghe. Lái được. Hay ghê trời. Vô bến ra bến. Cái đó chị hay học hả chị? Thì học. Hồi đó anh Nghĩa dạy. Chứ để mình lên anh lái cực lắm. Dạ. Yeah. Một canh đúng không? Ừ. Giờ anh ba bệnh rồi cái mình ăn chị luôn. Ờ với thằng lính thằng trai đó. Dạ. Yeah. Vậy chứ đổi ca nó từ 12 giờ tới sáng không à. Ủa là mình lái nguyên đêm luôn hả? Lái nguyên đêm luôn. Không có tắt vô nghỉ ha. Không. Xuống ra lúa rồi là mình chạy suốt. Chở lúa tư mà. Dạ. Yeah. Vì mình còn nằm tài nữa. Rồi mình đi ghe mà tầm mấy ngày chị đi lâu không? À thí dụ bữa nay chị đi Cần.
căng cái là sáng chị về tới nhà máy. Dạ. 3 ngày 1 chuyến. 3 ngày 1 chuyến gì là mình ăn uống sao chị? Ăn uống thì mua đồ để tủ lạnh dưới thùng đá. À, là ở dưới là xài thùng đá chứ. Dạ. Đâu có điện đúng không? Không. Ừ. Mua cái tủ lạnh hư á. Dạ. Thế mình để chứ mình cực có đêm thôi. Còn đồ ăn thì cũng thoải mái. Rồi thấy ở đâu có chợ thì mình ghé luôn. Đấy. Đâu có chợ thì mình ghé. Rồi chị đi mấy ngày chị vậy? 3 ngày, 2 ngày không chừng, như đường xa thì 2 ngày. Ủa chị, cái tiếng mà chị chở xa nhất là chị đi đâu chị? Long Bình. Long Bình, Bình là trên miên nè. Long Bình. Long Bình là ở miên á. À, chỉ là ở trong tỉnh An Giang mình thôi. Ừ. Chứ chưa ở ngoài ra ngoài tỉnh nha. Chưa. Ôi chưa. Sao mà gần Tết thì lại mưa ta? Còn được mấy con? Chờ đợi thêm cái này nữa thôi ha. Ừ, nhiều lắm rồi. Thế đúng không? Mùa này lạnh mới đúng không? Lạnh rồi tóc này muốn sưng. Dạ. Sao lạnh này e găng quá à? E găng hả chị? E găng hả? Chưa ăn mà e găng rồi. Em gặp này biết gì không? Em chảy nước miếng. Gọt thì gọt đừng có chảy nha. Cái gì gặp đồ chua cái là chảy nước miếng. Kỳ cục. Ê mua 7 cây cốc này nè chồng. Cốc này là cốc trái bự nè. Này là trái bự lắm. Bữa đó em hỏi mà ông nói bán cốc kiển không mà cô ơi, nói anh không có bán cốc trái bự hả? À, nói không. À, nó có là mua cốc, cây cốc mình cốc nè. Cốc cài. Thì tao nói là cốc cài. Thì gọi là cốc cài. Đây là cốc thái là trái nhỏ xíu. Ừ. Mà trái nó bự ghê ha. Mà nó có từ mùa 8 tiết luôn. À. Nó rụng lá hết rồi, có bông, có trái làm hoài. Từ mùa 8 tiết hả? Thì gian ê vô gian như xài tới quý vậy đó. Thôi chị ba có nhiều câu nói mắc cười á. Rồi cũng vậy rồi cốc hay gì không mà cái này lại mang. Ừ chắc miệng thôi chứ, chắc miệng thôi nhiêu là được rồi. Mình vô chọn gỏi đi chị ơi. Mình chọn trước hay là mình xét khô trước chị? Xét keo mình nhấp dao đi, mình xét khô có để vô là trộn luôn mà dọn vô. Thơm ngon. Cái này khô nhà làm ha, ăn đồ của nhà làm không đi. Có chi dùng nấy chị. Ừ. Ngon. Dạ. Mà đỡ tốn tiền, quan trọng là phút là đỡ tốn tiền. Dạ. Có tiền nữa, khỏi đi ra chợ nữa. Giờ dạ, ha, lội tới lội lui ra là biến chị ơi. À khô này nè. Đi mặn gì không có, mình lôi ra mình chiên ăn cũng được. Nhà em hay mua khô, em hay mua để ngăn đá. Ăn nó tiện. Chị ba thì ăn là mua khô là ăn, cần khi nào ăn mới mua hay gì? Mua cũng để sẵn hả? À. Đi ghe có hay mua khô không chị á? Có. Mà như có đồ ăn tươi rồi mình cũng ít ăn khô. Yeah. Nhưng mà cũng vẫn để mua sẵn nha. Vẫn để sẵn. Lỡ trời mưa này kia lỡ chứ mình không ghé chợ như đi lỡ đường như ngày đó mình hết lương thực cái mình lo khô ra mình ăn đỡ. Tiện. Mình sẽ khô. Mà thằng lính thì nó bị viêm họng, nó ăn khô vô là nó bị đau cổ họng. Mà nó cũng phái khô lắm mà nó ăn nó vô bị đau họng. Tôi thơm lắm. Gao nhiều cái thơm gì đâu. Em mua vô chợ sắp xài á, mua khô cá đói gì gan con cá linh á chị ba. Ừ, em biết con cái đó. Cái xẻ ra ngào phơi. Ủa xương không chị? Xẻ ra y gan như lẻo xương, bỏ y gan như cá lóc gì nè. Yeah. Lặt ra gì nè, đầu chi ướp. Cái gì em bỏ tủ lạnh gì đó, thì nào kẹt mời lên cho ăn. Bữa ăn cá đấu là lần đầu tiên em ăn là ở dưới U Minh á, được đi chung với chị Loan á. Ừ. Chị, ngon ha. Trời chị béo ghê luôn á. Ồ nó béo hơn cá linh. Yeah. Mình luôn á. Mà không có xương nha. Không có xương. Nhìn nó y chang như con cá linh luôn á. Hồi đó em không có biết ăn. Cái đi vô trỏng á, mua được rồi ăn ghiền, miễn tranh thủ ha, bữa đó suy nghĩ đậu thì sáng mình đi chợ sắp xài không kịp, cái quay ngang thôi chợ chạy luôn, chạy vô chổng là 4 giờ sáng. Cái thằng cháu đẹp mở tới đâu rồi, nó trời mở đậu dưới bến nè con. Sáng lên xách xe chạy ra chợ quất cho 4 kg cá đói về đầu sẽ khô. Cái nó trời ơi bà mợ, bà tôi có xiên thiệt chứ. Mà cá bự không chị? Cá 2 ngón rưỡi à, bữa đó như người ta xiệt nó thắt á.
không có cá bự. Nhưng mà sao ở mình không có cá đói đó nha. Ở mình không có, dùng biển mới có, nước mặn mặn á. Rồi lần đầu tiên em ăn con cá đói nha, con em thấy con cá đói nó bự ghê. Chị nấu canh chua cũng ngon nè, kho lạc cũng ngon nè, đó em đâu biết ăn đâu. Mà có đánh dãy không? Chị đánh dãy. Luôn, đánh dãy hết, chị phải đánh dãy hết. Đánh cho nó sạch dãy hết trơn luôn. Lần đầu tiên ăn thấy nó béo, tưởng đâu là nó xương giống như con cá linh. Bởi vì nó không ăn, cái chị Lân cho nó hầm mua ăn thử đi. Ăn được ghiền không? Ăn được ghiền. Có đầu ăn? Không nghe, dưới chợ đầu mối á, hôm trước đi mua tôm đó. Có chị, con cá bự ghê luôn á. Mà không có hỏi nhiêu ký nha. Dăm ớt nha. Bật lên cho nó chín á. Chị để tiêu giùm em nha, em múc trên đây. Ủa nóng hỏi luôn chị. Chị mưa ăn có tô canh ấm ghê. Tô canh nóng nóng nha. Dạ nóng thiệt nóng luôn nè. Bây giờ không dám nhắc xuống đó. Vậy này vừa tới luôn á, giống như là nó không có bị đặc quá nè. Nãy là em để ít nước hả? Thêm nước vô đó. Này chị đắp thêm. Không phút. Cá được rồi. Rồi em bận một bánh không nha. Giờ cơm tới rồi, mình ăn giờ cơm rồi, buổi lỡ của người ta rồi. Còn nước ấy không, nước chanh phải không chị? Còn với mắm vô làm mà. Rồi đó. Rồi cho em cái chảo cái to luôn. Cho em bưng cái bánh luôn. Khoan. Chờ chị. Được chưa? Trưa nay mấy chị em có cơm nhà 3 món nha. Thì có cá khô eo nè, canh tôm, tôm khô nấu với khoai ngọt, với gỏi cá lóc xoài với dưa leo. Dạ mời cô chú anh chị và các bạn con ăn cơm với đại gia đình con nha. Dạ, dạ mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Cái gì ăn cơm? Ăn cơm. Này là cơm buổi cơm xế nhà. Mà buổi trời xế. Mưa. ăn gỏi. Thử món nhà khô. Gỏi khô cá lóc. Để rau nhiều cái đó nó ngon nha. Út ăn được không? Dạ tới chị. Xúc hoa chốt đi. Tới chị ơi. Em gần lắm. Dạ chị ta chỉnh gì đi. Đó. Được chưa? Được rồi. Này ngon quá chị. Ừ. Khô quéo. Cảm thấy mỡ nữa. Thì thấy không? Có mỡ nè. Dạ. Như cá ba sa phải không? Dạ thịt cá ba sa. Ừ. Đổi với khô vừa ăn nó khỏi chấm luôn. Xoài nó giòn. Ừ, ngon nha. Ngon không? Ừ. Như nay chơi nay là mình ăn không có tốn tiền. Cái cây nhà nó vườn phải không? Cá người ta cho. Ừ. Khô nhà. Xài trong tủ lạnh có hai trái. Đúng rồi. Tôm khô nhà. Khoai ngọt là hôm trước chị Long mua còn dư. À củ thế này hả? Dạ. Củ nó bự bụng. Nhưng mà ăn được chị. Ừ. Nó còn nguyên mà. À, đâu có thường đâu thúi rồi. Ăn với trời mưa này nữa. Làm biến đi chợ lắm. Ghê. Sao em trồng cây sữa hoàng kim hoài mà nó không cho trái anh? Lâu chưa, lắm. Chưa đúng thời lắm chị. Chưa. Chắc tầm 2 năm mấy anh Nhật ha. Cây này là em nhớ là 2 năm mấy rồi đó Nhật. Cây vú sữa này mình tiêu sữa còn nhỏ. Như bà ngoại ăn bé Quỳnh cho. Đúng rồi. Cây đó đó hả? Đó. Dạ. Em cây... trồng rồi cái nó bị ngập nước. Ngập nước xong cái nó tỉnh lại rồi xong cái chết đi rồi nó tỉnh lại. Bữa nay thì như vàng da lá rồi kìa. Dạ. Ê có trái kìa. Đâu đâu? Đâu chị? Đâu? Có trái, đâu? Có trái, có trái màu xanh. Kìa. Màu xanh mắt dữ trời. Thôi nữa nữa, có trái rồi. Có trái. Có trái màu xanh. Đưa đó. Sao em không thấy đâu chân vậy? Có. Đây nè. Vì mình phải lấy bao xốp mình bao á. Đúng rồi. Chú Liếng nhà mà có bao xốp không? Có rồi. Thôi có trái kìa, mừng ghê luôn á.
Nhưng mà chú sữa vườn có nghe, chú sữa sữa chính tông nhà mình có nghe. Ôi, cái cây này có trái là thấy mừng rồi đó. Chú sữa ấy. Chú sữa lò rèn nhà mình có nha. Có trái lát nữa đi ra bao luôn. Trời, không phát hiện luôn trời. Nếu là ngồi đây mình vô tình mình mới phát hiện. Còn trưa nay là ăn cơm xong là lại tiếp tục bận rộn rồi cô chú ơi. Ngày hôm nay sau cơn mưa thì mới phát hiện ra những cái trái tình cờ. Tình cờ thật sự ra con trông chờ cây này dữ lắm nó ra trái mà trồng hoài nó không thấy cái đó ra trái nó lạ. Hôm nay nhờ trời mưa mới thấy. Đúng rồi. Gió lùng đường đưa. Hả? Thấy chưa? Em thấy không? Em chưa thấy nữa. Mình chưa thấy nữa. Đếm chịu không? Đếm chịu không? Em tức quá. Bình tĩnh. Em chưa thấy nữa. Lát chị bao đi em sẽ thấy. Chị ba thấy không chị ba? Thấy là cái lùng đưa cái nhánh đó kìa phải không? Đúng rồi đó. Dạ, cô chú anh chị và các bạn có giống con không nữa? Trời ơi, mẹ không thấy luôn. Mẹ thấy không? Không. Ủa giờ mình lên em thấy hả trời? Em thấy. Chị ba. Mất xương. Gớp rồi. Em thấy. Nó hết mưa mình chạy ra. Chạy tức quá không lẽ bỏ chén cơm chạy chảnh chứ. Chạy em đấu quá chạy không nổi. Anh thấy chưa? Chưa thấy nữa. Ừ, sao chưa thấy nữa? Thấy cuốn mới phải không à. Phải, trái xanh đậm hơn. Nó thanh nhẹ hả? Đó mình bao rồi được đó. Bao được rồi đó. Mừng lắm. Nó chín nó mới vàng hết ta. Bự nữa kìa. Hình như cái trái bị lớn vậy nè. Nó tự xanh qua vàng á chị. Còn cái như cái chanh rồi đó. Cảm ơn buổi trời mưa. Biết hồi đó mình mua nhiều mình trồng nhiều hết chị. Chứ hồi đợt rồi em mua quá trời nhiều. Không em có mua nếu mà chị mua nhiều lắm luôn á mà ngập nước hết trơn uổng rồi. Năm trước mà không ngầm nước rồi chứ trái cây mình nhiều lắm. Đúng rồi, nguyên vườn trái cây với trái cây dữ lắm luôn. Nổi nữa. Cái này là mình mới phát triển được có năm một à. Bắt đầu bị nước nha vô. Dạ. Em mua ha, chôm chôm nè, cây sung nè, cherry nè, nói chung là tất cả các loại trái cây em đều đem về hết. Có ổi bán lai dai luôn. Không phải nói gặp cây chôm chôm trái thấy hàm lắm kìa. Chôm chôm có luôn vậy. Nó có khó trồng á. Sao mà nó vẫn có trái lá nó khô hết trơn chị. Ở ngoài nhà dì Bảy ngoài Bình Dương á bà đó có ăn cây. Nó có trái khô lá hết trơn. Nó chừng bẻ hết rồi nó mới tư lại. Không tập trung cho trái. Nuôi trái gì không biết. Nói chung là về cây á mình phải học, mình phải nghiên cứu. Không phải là mình trồng là được, mình phải nghiên cứu gì nó. Giống như giai đoạn 1, giai đoạn 2 nó bị bệnh gì đó phải biết đó. Ông ngoại ông này nè. Tao trồng trái cây đừng cho con cháu xuống, đừng có bẻ nó ăn, nó ham xuống hoài. Còn đó. Như không có cái nó tới nhà ông ngoại không có gì ăn chân cái gì. Nó quê à là biết. Ông trồng trồng này trồng kia ổi rồi nghe. Nhóc chân á. Tới chừng ông mắc rồi chết queo queo chân. Không còn cái gì hết trơn. Ai đầu chăm? Mấy ông cậu có ai đầu chăm? Mẹ em nói là em giống ông ngoại. Đi đâu á gặp bông đẹp á là đem bông về. Mà đem trái nào lạ thì thảy đem về hết trơn. Giống ông ngoại ngày xưa. Ngoại đó trồng dữ lắm. Ngoại em trồng lắm. Tính em cũng giống. Trồng chứ cái tùm lum tà lá chứ. Đừng có la nhau.
cái thương luôn, quá trời mít ngon rồi. Ủa, nó ăn nó lựa có một chỗ không nó ăn à? Nó rẻ nào mà hết cho nó ra cho khác. Đúng rồi. Rồi đây nè cô chú ơi, ăn ra nè. Dạ. Rẻ ra miếng nữa. Vậy đó mà sống thích nhau ăn vậy đó. Em có để đi miếng nè. Trời ơi, đừng có đánh lộn, ăn đừng có đánh lộn. Ăn mà có đánh lộn nhau. Dạ sau khi ăn cơm xong thì mấy chị em ra cái cây vú sữa hoàng kim để bao lại luôn cô chú ơi. Nôn quá nôn rồi. Quá trời nôn rồi. Nhưng mà phát hiện ra là còn rất là nhiều trái nha. Dạ. Ở từ xa thì mình thấy có một trái à, mình lại gần thì quá trời trái luôn. Nãy giờ là kiếm 5-6 trái rồi đó. Bao cái lá luôn sao anh? Bao lá luôn. Bao lấy luôn đi. Bao cái lá luôn hả? Chồng nó lên nha. Mấy khi nào nó lớn không trời? Lớn chứ. Bao là đương nhiên là lớn rồi. Ê anh Nhật ơi, còn ở trên cao quá rồi sao vậy? Gì đó, đồ cái đó. Nãy đâu đang trái nữa nè. Vút, vút. Anh ơi, còn trái dưới đây nó đẹp nhỏ xíu xíu kìa. Nhỏ bao được đâu. Nhỏ xíu mà chưa. Nó bự bự mới bao được. Trái gì vậy? Đâu rồi, nè. Đang trái nữa nè. Ờ, đó, nhỏ đó. Chậm nó vô trước đi rồi xong rồi. Ủa, công như không đâu. Cái trái này nó đẹp dưới màu lá. Đúng rồi, khó thấy. Khi nào nó vàng đó, mình mới dễ thấy. Màu vàng là chín luôn rồi đó. Không, cũng được 5-6 trái á. Dễ không? Nó bồng ra. Rồi. Còn trái nữa. Đây chị, đây nè. Nhật bao đi nha. Đó. Ừ. Đúng rồi. Còn tuốt trên cao. Còn bây giờ còn có con trái bự trên kia phía trên kìa. Con ghế. Nó tẹp với cái màu lá luôn, bởi vì khó. Nó nhỏ quá mọi người. Là mấy rồi chị ba? Ba hả? Ba trái rồi đó. Trái tuốt trên đó nó là 4 nè. Thấy hàm quá à. Tự nhiên ra trái. Rồi dưới này trái nữa là 5 nè. Trái dưới trước đi. Trái cao hồi mình lấy. Ừ, nè anh Nhật. Anh lấy cẩn thận nha. Ôi, mà trồng lâu lắm rồi đó. Không thu. Đúng rồi. Mừng thấy ghê trời. Nó bị chết rồi, nó bị tỉnh lại hoài. Ôi, coi kiểm kỹ rồi còn trái này nào không? Nhưng mà vài bữa nó mất hiện nhau quá à. Không, này vài bữa trái nhiều lắm, nó bông nó ra đang ra nè. Nè, đây có bông nè. Ê mà bông nó ngộ quá ha, nó núp ở trong cái lá gì nên nè. À. Đó. Nó lạ ghê luôn chứ không phải là nó giống như cái cây khác là nó có bông tẻ riêng. Đậu trái thì cũng có giới hạn. Cái trái mini size cho nên là không chị thấy rồi, bao chứa được đó em ơi. Lý do tại sao mà còn nhỏ không bao được chị? Tại vì nó đâu có buộc cái xốp được, nó đâu có lọt được đâu. Ừ, ồ trái này trái nhỏ nhỏ nè. Có hả? Có. Có nhóc có trơn á, nghe ham lắm. 4 trái hay là 5 trái rồi đó. Ông nói con Nhật. Còn bây giờ còn trái trên cao kìa, rồi sao đây? Quằn cây xuống không? Thế đi. Chị ba đếm thử coi bao nhiêu trái rồi. 1 2 3 4 5 5 trái. Em đếm tới 7 trái đi đó. 7 trái là em đếm luôn trái nhỏ á. 6 trái bên kia kìa. Bên kia bạn trái nữa. Kìa, có được trái cho nhỏ xíu xíu. Để nó ở trên này luôn đấy. Để trên em nhỏ không được, có nhỏ coi. Để em dịnh cho. Để ơi. Cho bao luôn. Cẩn thận nha anh Nhật ơi, anh Nhật. Mận ghê ha, tự nhiên mà cái cây nào mà mình trồng lâu năm cái nó có trái cái tự nhiên nó vui chung mình gì đâu á. Đúng rồi. À. Em vui lắm luôn á trời ơi, trong trời. Giống như trái. À giống như là mình trồng cây mà được thành quả vậy đó. Đi ngang đi tới đi lui cứ giờ ai mà không thấy nó cho nó đứng chân tưởng, chân. Tưởng đâu là không có trái không à. Nó sao mà lâu dữ. Ai mà về đâu mà có trái quá mưa. Trời luôn á. Tính ra là nhờ cơn mưa. Mình mới phát hiện. Mới phát hiện ra đó. Hình như là có cây vú sữa nữa, vú sữa mình bển có trái. Có luôn rồi, lát nữa chị em mình qua bển bao luôn. Mà em sao cái mảng cầu thì nó lại không có trái, nó rụng hoài à. Không, mảng cầu này bự lắm, nó mới có trái em ơi. Bên nhà mình bên kia kìa. Nó chưa có bự.
thì đợt nước ngập cái nó bị chết, nước ngập cái nó chết. Nó qua mấy mùa, mấy cái con nước rồi. Bởi vì làm như nó bị chai luôn hay sao á. Hôm nay là cái ngày gì đâu mà mình phát hiện ra vườn mình quá trời trái cây chín luôn mà mình không biết trời. Đây nè. Trời ơi, cái ớt nè cô chú ơi, quá trời đẹp luôn. Ủa này là ai trồng? Cái này là ăn trồng hả Giang? Em trồng hả chị ba? Ồ, chín rồi nè. Bẻ luôn nha. À, chị bẻ nha. Dạ, chị ba bẻ đi. Ờ, mà cái ai xé lửa nha. Gì hả? Cái này để dành cho anh Nhật. Cay dữ lắm. Chỉ cần chị cắt một khúc thôi là nó cay. Ôi ôi. Ôi, mà đi tới đi lui ngang đây không thấy ta. Không, bữa nó chưa chín nè, chị không thấy. Không, không thấy có trái luôn. Chị không có trái. Không, không được cưng. Ôi đẹp quá. Chị ba đi đường này hết hơn đường dưới. Ờ dạ. Chị ơi kìa, chị phát hiện gì chưa? Cây đu đủ màu vàng. Ôi, tính ra là mấy mùa luôn rồi đó, nó còn sống nè. Chị ơi, trời ơi. Trái kìa. Sóc trái lớn kìa, chị lấy luôn đi. Anh Nhật ơi, lấy cái dao ra, chặt quay chuối chín rồi kìa anh Nhật ơi. Ba, chuối sáp này nè, là mình ăn giảm cân nữa đó. Đúng rồi. Ôi chết rồi, ngày nay em ăn cơm mà nãy em ăn cơm mà biết gì, anh nãy em chừa lại em ăn chuối sáp được rồi. Ôi ôi, chín bói luôn rồi nè. Ê, cái quầy này hình như là cái nãy này ít chuột ăn nè. Có con trái với hai cái gì à? Ừ, nhảy vậy nè. Rồi sao mình chờ anh Nhật lại chặt luôn hay là mình đi bao vú sữa trước đi? Mình đi bao vú sữa đi, xíu mình đảo lại. Xíu mình đảo lại. Để coi cây vú sữa nào đây. Ôi kìa ốc ơi. Ôi ơi. Trời ơi đã quá vậy. Rồi bao đi. Ôi vú sữa đã trời đây. Kìa thấy không rồi, bao là cái này là chị bao nghe. Tại vì cây này có con trái không à. Trái này của em đâu. Đâu đâu đâu. Làm giống nghe. Trái này của em. Dạ. Chị đợi chút xíu đi ha, mấy chị em mình lại chặt luôn. Ê, à, cái trái này là chị bao nè nghe. Của em, đấy, em lấy dính lông em nghi vô. Đúng rồi. Ủa gì trái nào của chị? À, chị. Hết rồi, kiếm đôi cân. Chị, trái nó nhỏ quá. À. Nhỏ xíu rồi chị ơi, chưa đâu? Được đâu. Chị chân chị là chỗ chị đầu chị đó. Nhỏ quá. Ờ, đây nè. Rồi. Thôi, chưa được đâu. Rồi, mà tiếp tục chị ơi. Chị 300 trái nào? Tặng phi ghi không có đâu. Trời nữa hả? Nó dằn. Bữa nó dằn được quá. Nó dằn. Chuối này không có thúi. Chưa nha, rồi. Xích ra nha. Dạ. Trời ơi, ba. Tiểu lý biết đâu. Ôi, ôi, ôi. Rồi, đéo. Đâu sợ cái chân của anh chết luôn á. Ê, chị. Ê, phan cái chuối. Ôi, chuối này ngon nè. Ghê ta. Ôi, có trái chín rồi nè. Kìa kìa. Hai quầy. Có hai quầy nè. Hai quầy chứ nhiêu. Rồi chị cho 300 đi, chặt cứng thừ luôn nè. Cứng thừ nào không biết được đâu. Đi ăn thúi quắc luôn nè. Nó nhẹ nhẹ thôi chứ không có cần phải. Ôi ôi ôi, coi chừng gãy cái cây kia. Trời. Thấy không? Hay. Tại em là dùng lực mạnh quá. Đúng rồi, dùng lực quá dùng rồi. Trời, quá nhẹ nhàng luôn á. 50% từ từ thôi. 50% công lực. Cảm ơn chị ba đã cho em chuối. Chuyện gì? Để xe gồ không? Thôi khỏi đi. Để xe gồ đánh bánh. Để xe gồ. Chị cái dao. Thế chị chơi chuối này ngon nè. Ngon, chú ngọt ngay à. À chuối tơ hả chị? Chuối tơ. Chú dữ dằn luôn, chuối tơ mà. Ăn chuối em không cần đâu, ăn thử em mới biết. Mình ăn rồi, vô. Em quay qua đó rồi. Em chưa ăn. Bye bye. Rồi. Dạ thì trưa nay mấy chị em được bữa cơm rất là ngon luôn. Rồi mới vô tình phát hiện ra là vườn nhà mấy trái, mấy cây vú sữa đã chó trái trơn rồi cô chú ơi. Đem ra bao. Thì sớm giờ con cũng, mấy chị em con cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video nha. Chúc cô chú, anh chị và các bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cho ba chị em con xin chào và hẹn gặp lại nha.